Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra thực tế tiến độ hai trung tâm y tế kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đà Nẵng là Trung tâm ghép tạng và cây ghép tế bào gốc và Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Dự án Trung tâm ghép tạng và cây ghép tế bào gốc có tổng vốn đầu tư hơn 495 tỷ đồng, hiện đã thi công đạt hơn 71% khối lượng. Hiện tại, công trình đã thi công hoàn thành phần thô, đang thi công phần hoàn thiện và lắp đặt trang thiết bị công trình. Dự kiến tháng năm tới, dự án sẽ hoàn thành phần xây lắp. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự án trọng điểm này gặp một số khó khăn vướng mắc. Qua kiểm tra và báo cáo của các đơn vị liên quan, Bí thư Thành ủy đề nghị đơn vị thi công tập trung làm để đảm bảo tiến độ, đồng thời Ban Quản lý dự án phối hợp với các sở, ngành sớm hoàn thành các thủ tục điều chỉnh. Làm sao để mà điều chỉnh cái phần xây lắp để nó đảm bảo cái thủ tục để hoàn thiện cái phần xây lắp. Còn cái phần thiết bị thì lúc đó chúng ta làm một cái trình tự thủ tục sau. Cùng với dự án trên thì dự án Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình có tổng vốn gần 472 tỷ đồng, cũng đang được thi công, đảm bảo tiến độ và đến nay đã đạt được hơn 51% khối lượng. Bí thư Thành ủy ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý và các đơn vị thi công đã chủ động khắc phục khó khăn vướng mắc, tập trung nhân lực và thiết bị triển khai thi công hai dự án đảm bảo tiến độ, nhấn mạnh đây là hai dự án y tế trọng điểm của thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị các ngành, đơn vị phải tập trung quyết liệt, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để việc thi công thuận lợi. Đây là những công trình trọng điểm chúng ta thực hiện theo nghị quyết 43 và đặc biệt là nghị quyết 26 của anh chị để xây dựng Đà Nẵng trở thành cái trung tâm y tế chất lượng cao. Và hai công trình này nếu đưa vào sử dụng cùng với cái việc chúng ta nâng cao cái năng lực trình độ về chuyên môn thì chúng ta sẽ dần từng bước đáp ứng được và thực hiện được cái mục tiêu đó. Do đó tôi đề nghị là phải coi cái việc hoàn thành và đưa hai công trình này vào sử dụng là một trong những cái quyết tâm của thành phố và trách nhiệm đó trước hết là ban sự đảng ủy ban chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo, sau đó là ban quản lý cùng phối hợp với các sở ngành phải tham mưu để giải quyết một cách triệt để những cái khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là giải quyết những cái vướng mắc về cái việc thi công cái đường hành lang kết nối, đảm bảo cho cái việc thực hiện được cái tiến độ phấn đấu trong tháng 5 năm 2023 phải hoàn thành được cái phần xây lắp và đưa vào sử dụng cái trung tâm ghép tạng. Trung tâm thần kinh này thì nhà thầu phải tập trung lực lượng làm 3 ca để mà hoàn thành. Và tôi đề nghị về mặt thời gian tiến độ thì ban quản lý phải chịu trách nhiệm. Cái điểm rất là quan trọng với cả hai cái công trình này là đối với cái việc xây dựng bệnh viện thì cái chất lượng đảm bảo của cái công năng phục vụ cho người bệnh là một trong những yếu tố phải được coi đặt lên hàng đầu của người bệnh. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp bán giá mặt bằng các khu vực liên quan, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời chuẩn bị phương án đảm bảo hoạt động của các trung tâm này khi hoàn thành đưa vào sử dụng.